Nè nè nè, bước qua thao lửa nha. Bước qua thao lửa rất thanh nhọc xuôi đều qua hết con nha. Con cũng đâu phải là ngồi tù đâu. Có cần phải làm cái thứ này hay không vậy? Người ta còn tưởng là trái nhà đó. Con mệt quá, đi vào trong ngủ cái đã. Nè nè nè, mình có ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Ba ngồi xuống, nhìn lên. Nói cái gì hả? Có gì muốn hỏi con nè? Con thực sự rất là buồn ngủ đó. Làm gì thì con có bản lĩnh hơn mấy má. Nhưng mà nói tới chuyện tình cảm này thì con không giỏi bằng mấy má đâu. Đúng rồi đó, nghe lời mấy má, đừng có quen thằng Bảo Xích đó nữa. Nè, lần này chỉ là liên lụy con ngồi một đêm được cảnh sát thôi. Lần sau nó liên lụy con ngồi tù thì sao? Con không có biết đâu. Mấy má vừa nghe tiếng con bị cảnh sát bắt đi thôi đó, là mấy má lo lắng thế nào, bàng hoàng thế nào hả? Nếu như con xảy ra chuyện gì, con kêu ba bà mẹ này làm sao? Mẹ Susie, Rosie, Nancy à, với trải nghiệm đời người của các mẹ, có tay, có chân, cho dù có chuyện gì xảy ra rời khỏi mấy ngày chắc chắn cũng không mất nước mất món chứ hả? Ai trời. Mẹ Đinh tỷ, con nói như vậy thì không đúng rồi. Mấy má cũng là quan tâm con thôi. Con hãy thành thật trả lời má, rốt cuộc con có từng làm gì với Bảo Xít chưa? Có. Hả? Đó, có phải không? Con nói có thì các mẹ lại sợ đến như vậy. Con nói không có thì các mẹ lại không tin. Các mẹ muốn nghĩ gì thì nghĩ như vậy đi. Chết rồi. Nếu như mang thai rồi thì không cứu vãn được đâu. 10 tên đại ca, 5 tên bỏ trốn, con còn chạy đi làm chị dâu. Ê trời, theo tôi thấy thì bỏ trốn tốt hơn đó. Với kinh nghiệm đi lại trong giang hồ nhiều năm, nói cho má biết đó ha. Cái thằng Bảo Xích gì đó bây giờ phản bội lại Thác Sa, đi qua bên cái ông Quan Hỷ Ca gì đó. Chắc bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người muốn giết chết nó. Tới lúc đó thì liên lụy cả má con luôn đó. Cái gì? Hai mẹ bị cái gì vậy hả? Mẹ tưởng là nổi cục mụn hay sao vậy? Nói có là có. Trời ơi, con nói sớm đi chứ dọa chết người đó. Thôi các mẹ nói như là bắn súng AK vậy, sao con trả lời được? Ê trời ơi, con ngoan ơi, con đúng là phải nghe lời các má nói đi nè. Chia tay thằng Bảo Xích đó đi. Má ta con ăn phận thủ tượng kiếm một người làm công hẹn hò thì được rồi. Đúng đó, đúng đó. Hay là tham gia buổi tiệc hẹn hò gì đó đi. Má nghe người khác nói là có nhiều luật sư bác sĩ tham gia đó. Không có tệ đâu. Còn có lễ nghi sư nữa. Đinh tỷ nè, mặt mũi con dễ coi. Vậy con có sẵn tay nghề tốt, thanh niên, tài tứ, già trẻ, lớn bé, giàu có gì đó, tất cả đều sẽ chết dưới tay con. Nè, chỉ cần lúc con ra thế giới bên ngoài đây, thì ra là rộng lớn như vậy thì con sẽ nhận ra Bảo Xích của con chỉ là một cây cỏ khô vừa cạn vừa khô, không thể nào so được với mấy cái cây lớn sẵn sàng ở bên cạnh của con, che mưa đón gió. Được rồi. Con đã trưởng thành rồi, con tự biết suy nghĩ mà. Các mẹ yên tâm, con vào trong đi ngủ cái đã ha. Nè, đúng là không nghe lời người khác khuyên mà kệ nó đi. Nè, đừng đi đó. Minh tỷ ở đâu? Nói mau. Nè, ba người là má của cổ cũng không biết thì sao tôi biết được chứ? Đánh ra giùm đi. Nè. Nói cậu biết nha. Con gái của tôi đã tới đây đó. Cậu mặc kêu nó ra đây đi. Hôm nay ra sao, con phải giải quyết vụ này với cậu. Không sai. Sau này đừng có tới quấy rối con gái tụi tôi nha. Bây giờ là thế kỷ nào rồi hả? Con gái mấy cô mấy tuổi rồi còn quản lý con gái hẹn hò nữa sao? Sai, cậu sai. Tôi không phải cản trở con gái hẹn hò, là cản trở con gái hẹn hò với cậu thôi. Đúng vậy. Cho dù ra sao đi nữa, tối nay nhất định phải nói rõ ràng, nếu không cậu đừng có hòng đi. Ê, nước đá hơi tan rồi, mở điều hòa lớn hơn chút đã. Cái thằng chết ơi, cậu thiệt là cậu đừng có hòng mở lạnh dọa tụi tôi đi nha. Cậu có biết tiền đứa nổi tiếng nhất là gì không? Chịu lạnh giỏi đó. Đúng vậy. Sai, cậu cũng biết á, năm đó chị đây âm không độ còn mặc áo hở lưng luôn đó. Trời ơi, cái này chuyện nhỏ thôi mà. Cho dù tụi tôi có lạnh chết cũng không cho phép cậu quấy rối con gái tụi tôi đâu. Đừng có hòng đấy. Nè, xảy ra chuyện gì vậy hả Đinh Thủy? Sao vậy? Quá trời luôn rồi. Ba người má của cô á, chết cũng nói cô sẽ tới đây. Lại còn nói với Bảo Xích sau này đừng quấy rối cô nữa. Nếu như không thì không chịu bỏ đi. Tôi thì không sao hết. Nhưng mà họ mặc ít như vậy á, ba người biến thành cây kem nhăn nheo rồi. Cái gì kem nhăn nheo gì chứ, nói lại đi. Nhăn giòn đó được chưa? Nè, đừng có chạy. Con đã không còn nhỏ nữa, con làm chuyện cổ hủ như vậy. Cổ hủ cái gì chứ? Con nhìn con đi, cả con người khờ khảo hết chính là tại cái thằng này. Cái thằng này vô dụng lắm. Lần này hãy coi vô phòng tạm giam thôi, lần sau thì sao hả? Lần này má cố tình tới đây nói chuyện với cậu ta đó. Không sai, phương pháp tốt nhất bây giờ là sau này cậu đừng có bám theo Linh tỷ của tôi nữa. Chị ta dứt khoát luôn biết không? Nếu không thì tôi với cậu nữa. Trời chung đó. Nè, uống ly nước nóng trước đi. Các mẹ không cảm thấy lạnh hay sao? Nhưng lạnh rồi. Cô nghĩ cách giải quyết đó nha. Nếu như không thì cô đừng hòng theo tôi kiếm ăn. Lạnh quá, trông lạnh quá. Ba mẹ à, các mẹ cũng là phụ nữ, các mẹ đáng lẽ hiểu rất rõ phụ nữ ở trong thế giới tình cảm là yếu đuối và bất lực đến thế nào hả? Đúng, con biết là các mẹ yêu con tình thâm, các mẹ sợ cái tên này không phải là người tốt sẽ hại con.
Nhưng mà tục ngữ cũng có câu, tình yêu là quán kiếp trước, nợ đời này. Kiếp trước con cũng không biết để nợ anh ta cái gì, chọn tới chọn lui lại lỡ yêu cái tên này. Con người của cô có cần che tôi dữ vậy không? Tóm lại con theo chắc Bảo Xích rồi đó. Hy vọng ba người các mẹ tác thành cho con, đừng có cản trở cuộc tình vừa mới nảy mầm này. Cũng hy vọng anh Bảo Xích ảnh không phải là kẻ phụ tình, sau này sẽ đối tốt với con. Nhi trời ơi, vì cái thằng vô con này đáng sao? Có đáng hay không vậy? Hỏi thế gian tình là chi vậy? Tại sao tôi không có mối tình lưu luyến triền miên như vậy chứ? Bà tỉnh ngủ chưa vậy? Tôi đúng là muốn kêu cô bằng tiếng chị dâu đó. Cô xong chưa hả? Nè Đinh à, anh không ngờ em một lòng một dạ với anh như vậy. Anh thật sự rất cảm động. Tuy chỉ là một thằng du côn, nhưng mà anh hứa với em, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Có được không? Không được. Cậu chỉ có nói thôi, nói cái gì mà không được. Đúng đó, anh cậu mới lạ đó. Vậy thì thầy đọc đi. Thầy đọc thì được rồi hả? Tôi thầy đọc trước mặt Băng Quả. Tôi xin hứa sẽ không phụ tình cảm của Đinh tỷ dành cho tôi. Cái gì? Đèn lửa, anh nói đèn lửa. Đúng. Đó. Anh Bảo Xích. Em Đinh. Vì ba người yên tâm rồi chứ? Ơi, có cậu còn lớn có thế giới của con. Đinh tỷ nói sao thì vậy đi. Nè, tôi nói cho cậu biết, nếu sau này để tôi biết được cậu có lỗi với Đinh tỷ thì cậu đừng mong ra ngoài làm việc đó nha. Nghe được chưa? Vậy chưa? Anh không dám đâu mà. Nhìn ba người các mẹ đi kìa, lạnh đến tím hết. Dẫn các mẹ đi ăn lẩu có phải lập tức ấm áp lại không? Ơi, má làm gì kè kem, tất cả là tại con không đó. Đúng đó. Con biết là ba người các mẹ thương con cho nên mới hy sinh vì con. Đó là đương nhiên rồi. Con cũng thương nhất là các mẹ. Nè, một người một miếng hoa dao, bổ lại một chút nha. Vậy thì còn hơn không? Toàn là nhờ mấy má nè, bám lấy Bảo Xích đó, kêu nó lập lời thề phải đối tốt với con, đừng có phụ lòng con đó. Nhưng mà giờ mấy má thì thảm rồi. Bây giờ con chỉ hẹn hò thôi mà đã nghe lời nó vậy rồi. Sau này cưới nhau luôn sẽ là không thèm nhớ các má nữa. Ai, nuôi con gái lớn đã tính sẵn là phải cho người ta rồi. Hết rồi, hết rồi. Tụi mình thì đợi mà làm bà già cô độc đi. Không ai lo cho mình nữa. Đúng đâu. Đó. Sao các mẹ lại nghĩ chị Đinh này như vậy hả? Ai cũng biết là các mẹ tiết kiệm mọi thứ để nuôi lớn con, còn dạy con khôn lanh như vậy nữa. Sao con có thể bỏ mặc các mẹ được chứ? Nè, chi bằng là con thề trước nồi lẩu này, tóm lại ăn mặc nhà ở sinh lão bệnh tử của ba người bọn mẹ con đều chịu trách nhiệm hết, có được chưa? Con nói nha. Con nhớ đó, con nghĩ kỹ rồi mới nói. Thiệt thòi lắm mà, một mình con nuôi ba má luôn á. Đúng ha, ba người các mẹ nuôi một mình con, một mình con nuôi ba người các mẹ, đúng là thiệt thòi quá đó. Đừng tưởng mấy má không biết tính toán chứ. Nhưng mà mấy má đó là thật lòng đối tốt với con đó. Lúc đầu chỉ là muốn giúp chị em nuôi lớn con mà thôi. Nhưng mà nào ngờ càng nuôi thì coi con như con ruột vậy đó. Hả? Mẹ chỉ xem con như là con gái ruột thôi sao? Con giận đó. Hả? Vậy cũng không được. Vậy cũng giận gì vậy? Theo như con á, các mẹ phải nên là tám thần hợp thể, đơn tính thụ tinh mà sinh con ra. Các mẹ vốn dĩ chính là các mẹ ruột của con. Trời ơi, vậy sao? Vậy sao? Má thích con thì bởi vậy. Vậy chúng ta con từ mẹ Thảo. Càng ly, càng ly. Nè, hôm nay vui như vậy á, ăn lẩu xong rồi tụi mình đi hát tới sáng nha. Được đó. Không phải chứ, có bài hát mà bà biết hát hay sao? Bà đúng là không biết điều, bài hát nào tôi cũng biết hát hết á, bà không biết sao? Cái gì vậy? Để tôi hát thử cho bà một bài nghe. Nè. Sống trên đời chỉ có má mà thôi, người cho chúng con muôn vàng tình mến thương. Đời có má, má thương con nhiều. Má cho con cả cuộc đời. Lần này mặt cũng như vậy hết á. Con thực sự cảm thấy bản thân rất là may mắn đó. Là người đều chỉ có một người mẹ thôi, nhưng mà con có tới ba người. Đi ăn lẩu cũng được, đi hát, uống rượu cũng được, đánh bài, đánh nhau cũng không có sao cả. Cảm ơn các mẹ nha. Con khờ quá. Con biết mấy má thương con là được rồi. Đúng rồi đó con.